Phòng trà Amazing Show Đà Lạt lên tiếng về đêm diễn của Hồ Văn Cường, nói nam ca sĩ là sứ giả cảm xúc. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, đêm diễn của Hồ Văn Cường tại Amazing Show Đà Lạt thành công tốt đẹp, được đông đảo người hâm mộ đến dự. Mới đây, ban tổ chức đêm nhạc của Amazing Show lên tiếng về đêm nhạc của Hồ Văn Cường. Một đêm diễn đầy ắp yêu thương, một đêm diễn trọn vẹn cảm xúc, một đêm diễn khiến bao trái tim rung cảm, càng thêm đắm say, càng thêm yêu dòng nhạc trữ tình, ngọt ngào những khoảnh khắc ấy. Một lần nữa, Amazing Show gửi lời cảm ơn chân thành đến ca sĩ Hồ Văn Cường, ca nhạc sĩ Sơn Hạ vì những cống hiến hết mình. Chân thành cảm ơn quý khán giả vì luôn yêu thương, ủng hộ và dành trao thật nhiều bó hoa, món quà ý nghĩa. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc ý nghĩa của đêm qua bạn nhé. Vậy là những phút giây ấm áp, đầy tình yêu thương của show diễn ngày 30 tháng 4 tại Amazing Đà Lạt của ca sĩ trẻ, sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường và ca nhạc sĩ Sơn Hạ đã qua đi. Có một nỗi nhớ không hề vơi về những gì mà tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận được từ show diễn ấy, từ tình yêu to lớn mà đại gia đình mình đã dành cho anh bạn nhỏ và từ những tình cảm mà mọi người đã dành cho nhau, nó thân thiện và gần gũi biết chừng nào. Một fan Hồ Văn Cường chia sẻ về đêm diễn. Thật lòng mà nói, sức khỏe tôi không tốt cho lắm. Thế nhưng cứ nghĩ đến ngày được gặp con, được trực tiếp nghe con hát là tôi vui và mong đợi từng ngày. Chiều 29 tháng 4, tôi từ Sài Gòn bay đến Đà Lạt. Sáng 30 vội đi mua mấy cánh hoa, 53 tờ giấy và giải duy băng đỏ xinh. Rồi về ngồi cặm cụi bó hoa và thắt nơ. Ở đó tôi như gói cả tình yêu của mình để gửi đến con, gửi đến chàng ca sĩ trẻ mà tôi yêu mến. Trời chưa Đà Lạt xám xịt và mưa đổ về thấy lo. Nhưng rồi ông trời như thương người hiền, mưa tạnh hẳn và bầu trời trong veo một màu xanh ngắt. Nôn nao cùng đứa con đưa tôi đến Amazing Đà Lạt. Sau cơn mưa không gian như ngọt mềm hơn và chiều thì như chậm lại. Có đi có đến mới thấu cảm một cách chân thực nhất những gì mà bấy lâu tôi chỉ cảm nhận qua hình ảnh, qua lời kể của mọi người. Ở đó giữa cái không khí thân thiện đầy tiếng cười ấy, lần đầu tiên tận mặt nhìn thấy những tất bật lo toan mà hết sức chân tình của các bạn trưởng FC các miền, những nụ cười dễ mến của các bạn YouTuber và cả những cử chỉ tự nhiên chân ái mà mọi người dành cho nhau của một màu xanh chuối bạt ngàn. Tôi thấy tất cả sao mà yêu quá đỗi, và thời khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là cái lúc chàng ca sĩ trẻ ấy xuất hiện với sự đón chào nồng nhiệt của hơn 500 khán giả gần xa. Hạnh phúc lắm và vui vô cùng, mà sao tôi chừng như muốn khóc. Cái mong ước, cái ước mơ được nhìn thấy con, được trực tiếp nghe con hát ấy của tôi đã thành hiện thực. Riêng cái ôm yêu thương mà tôi muốn dành cho con thì có lẽ khó hơn một chút vì thời điểm nhạy cảm này. Lên tặng hoa tặng quà cho con, nói đôi câu với con tôi bỗng nghẹn lòng và rơi nước mắt. Cuối cùng chỉ biết nói với con rằng, bà yêu con nhiều lắm. Chợt cảm nhận được cái ấm áp của một vòng tay ôm, cái vỗ nhẹ an ủi từ bàn tay nhỏ nhắn của thằng cháu nhỏ cùng giọng nói ấm áp. Bà ơi, bà đừng khóc, có niềm hạnh phúc nào bằng, có nỗi ấm vui nào hơn. Hôm nay tôi đã trở về nhà, tạm biệt Đà Lạt mà trong tôi như vẫn giữ trọn và mang theo cả niềm vui niềm hạnh phúc ấy, để mong sao mình được sống lâu hơn, được nghe con hát nhiều hơn, được thêm đôi lần nữa đi show con, được thấy con ngày càng tỏa sáng trên sân khấu. Hạnh phúc khi con ấm nồng giữa vòng tay ôm của khán giả xa gần, giữa tình yêu thương vô bờ bến của đại gia đình xanh đọt chuối. Yêu lắm chàng trai nhỏ đầy nghị lực của bà, của đại gia đình xanh đọt chuối. Cảm ơn con Hồ Văn Cường, cảm ơn con đã cho bà thêm niềm tin về lẽ phải, cho bà sống vui sống khỏe và lạc quan hơn trong quãng đời còn lại. Cảm ơn tất cả đại gia đình xanh đọt chuối nhà mình đã cho tôi thêm yêu thương trong tình người rộng mở, cho tôi buông bỏ nỗi buồn và đón nhận những niềm vui, yêu thương nhiều và nhiều lắm. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, câu chuyện ồn ào của Hồ Văn Cường xảy ra đã hơn một năm. Người mất thì cũng đã mất rồi, dẫu họ cũng rất cần được yên. Nhưng những anti-fan giả nhân giả nghĩa luôn tìm cách hãm hại người còn sống là Hồ Văn Cường với cái cớ là bảo vệ chính nghĩa. Dẫu cho mẹ nuôi của nam ca sĩ lúc sinh thời cũng chưa bao giờ nói từ bỏ con nuôi của mình. Chúng tạo nên nhiều tài khoản ảo, nhiều group để tập hợp anti-fan tẩy chay Hồ Văn Cường, lợi dụng những sơ hở của Hồ Văn Cường và SC để xuyên tạc, dẫn dắt dư luận, tạo ra nhiều câu chuyện không có thật để hãm hại nam ca sĩ. Điều hài hước nhất là mới đây chị Nguyễn Ngọc Lệ đã phát hiện một tài khoản ảo có tên Hồ Văn Phản do một người xấu tạo ra, đã lén lút theo dõi những người trong SC Hồ Văn Cường, mà cụ thể ở đây là theo dõi chị Nguyễn Ngọc Lệ, một trong những thành viên ban tổ chức của SC Hồ Văn Cường miền Nam. Chị Lệ chia sẻ, sợ thật, giờ này còn theo dõi tôi mần chi, sự thật sao thì phơi bày hết rồi, tôi đâu dành để bới hoài, người chết cũng cần được yên vậy.
những gì nó xứng đáng nhận được thì nó đã và đang gạt về. Phần việc còn lại là tự bản thân nó cố gắng nỗ lực, duy trì và phát triển được tài năng, đạo đức của bản thân để giữ được lửa yêu thương, cộng nhiệt huyết của mọi người thôi. Được thì nó hưởng, mất thì nó chịu. Giờ mà vô Facebook thì tôi sẽ chỉ thấy những gì vui tươi hạnh phúc lạc quan về tôi thôi hả? Lâu lâu xem mấy bài dạy người ta cách sống mà tôi tâm đắc, để tự nhắc nhở bản thân cần cố gắng sửa đổi và hoàn thiện. Ở vậy follow tôi cũng được, để đọc ké rồi ráng sửa cái mình lại cho tốt. Chỉ cho nè, muốn thêm gia vị cay cay thì đừng follow Facebook của tôi, mà hãy vô mấy nhóm SC Hồ Văn Cường chính, follow kết Hồ Văn Cường Fan Club, follow kết Phú Kẹt Chân Lý Á, đảm bảo cay nồng không cưỡng lại được. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, câu chuyện của em Hồ Văn Cường đã xảy ra cách đây hơn một năm. Đáng lẽ ra thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngôi đi tất cả, nhưng không biết bằng cách nào đó mà những người xấu nước dưới cái mác là anti-fan luôn dành thời gian để tìm cách phá hoại con đường ca hát của em Hồ Văn Cường. Đặc biệt là một số kênh YouTube của cả hai phía, bảo vệ đàn gà con và bảo vệ em Hồ Văn Cường, đã dựa vào câu chuyện của em Cường để câu view kiếm thu nhập bằng cách bơi móc tất cả những vấn đề liên quan đến em Cường, vô tình đẩy nam ca sĩ vào con đường khó khăn hơn để hòa nhập lại với giới showbiz. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây trên kênh YouTube Hồ Văn Cường đã đăng tải màn trình diễn của nam ca sĩ trong một đêm nhạc được diễn ra cách đây không lâu. Theo đó, từ sau khi được Bảo Thụy trao tặng kênh YouTube riêng, Hồ Văn Cường đã tích cực cập nhật các sân khấu, màn trình diễn lên kênh để fan có thể tiện theo dõi và cày view. Trên sân khấu này, nam ca sĩ đã khiến không ít người bất ngờ khi thay đổi khẩu vị bằng một ca khúc nhạc trẻ, chứ không còn đóng khung bản thân bằng những bản bolero quen thuộc như trước. Trước khi bắt đầu màn trình diễn, Hồ Văn Cường cũng đã có chia sẻ gửi đến khán giả. Và bài hát tiếp theo đây là một nhạc phẩm hơi trẻ trung một chút, và bài hát này con vừa mới tập luyện đây thôi, nên không biết có làm tốt được bài hát này hay không. Vì ca khúc này là của bác Ngọc Sơn, và có bác ở đây thì con cảm thấy rất là áp lực, vì thế rất mong tất cả khán giả sẽ ủng hộ cho con. Thật bất ngờ khi những giai điệu của Vầng Trăng Cô Đơn vừa vang lên, giọng hát Hồ Văn Cường đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ phía khán giả khi thể hiện những câu hát trong ca khúc này một cách rất mượt mà. Mặc dù là giọng ca không chuyên về nhạc trẻ, thế nhưng Hồ Văn Cường cũng đã có sự cố gắng khá nhiều khi thể hiện những đoạn phiêu, luyến láy, rất phù hợp. Bên dưới màn trình diễn, đông đảo cư dân mạng đã để lại nhiều lời khen cho giọng hát ngọt ngào mùi mẫn của Hồ Văn Cường khi thể hiện một bài nhạc trẻ. Có thể thấy nam ca sĩ đã dần được đánh giá cao về giọng hát khi có thể hát được tốt nhiều thể loại nhạc khác nhau. Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học. Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn.